mít tú nữ đâu mẹ. Ê, thơm như mít tú nữ nguyên chùm luôn. Vừa cởi ra giống như có chui điện tôi cười chết nha. Bây giờ hát không? Rồi hát. Hát tình yêu trả lời trên sao đi. Tình anh. Tôi biết rồi. Tình chim trắng màu coi. Tình anh nước con sông dài, con nước về cho cây trái chỗ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đám chia đôi bờ, em bên bờ anh bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mái đầy nhớ điệu lý tình ta. Nghe khúc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đến thăm nhau. Không cây ta? Lúa không chờ. Tôi không biết bài đó mà ơi. Tôi thu thuộc à. À bây giờ á, nói thiệt cho mọi người á. Mà thôi bỏ bài đó đi. Bỏ bài đó đi. Gì mà bà hát hát được. Cô đi chị hát à. Một rồi mà một con số cho mọi người nghe đi. Nãy tôi quên chở cái lo qua đây. Ờ, tôi có cái lo kìa. Tôi tính kéo cái lo qua đây cho bà hát rồi. Ừ. Đi ngày mai mốt thì thủ cái lo đi. Thủ cái lo đi qua nửa tháng nữa. Ngày thứ sáu nửa tháng sau. Cái giọng như chú ôn chú một ca. Nó khang tiếng luôn á. Hát sợ mất công mấy anh trao YouTube bỏ chạy. Thôi hết rồi người đã xa tôi. Quên hết lời hẹn thề xa xôi. Quên đường xưa lối qua ngầm ngùi. Nghe hay thời chưa? Gian bước xem đi những viên ca sĩ đều nổi tiếng đến từ sóc sóc ai sóc căng. Lùi đừng có ngủ con đang cao tự nhiên nó ngủ nó ngáp đâu rồi à. Đi đâu quá trời luôn má ơi à, hát đi ra đi ra đi đi ra đi cá gì nổi mẹ ca hai người hát nói hả bây giờ thôi bây giờ nói cho mọi người nghe đứng đợi bánh tráng bây giờ trong thời gian đứng đợi bánh tráng đây các thi tâm sự nhẹ cho mọi người là như vậy nào ngày mai các thi sẽ tuyển nhân viên 10 người về làm bánh tráng phụ. Bây giờ nói thiệt với mọi người á nhiều người ta hay đang đắn đo là nói giữa các thi thật sự là không có chuyện ê bữa nào chị em mình thông qua qua thăm bờ à, thôi bà Phan á qua biết sao bà đang bán được má gom tiền cho đã xin đừng 5-6 ao tiền cái đã rồi mình lúc đó cái mình hết đựng tiền bắt đầu nghe mình, ham ha mình đi chứ giờ mình đi cái đâu có thời gian đâu không có ai có thời gian chỉ có mình tôi à biết sao không? Tại tôi mệt tôi đuối lắm tôi mới qua bà thấy không bà thấy không à, mỗi ngày tôi live stream rất là đuối đâm nhiều còn bà biết sao bà còn đứng mà còn đi tới thì đuôi vòng vòng ở đây được ngày nào cũng đâm hết hả má ngày nào cũng đâm hết trơn má đâm riết mòn cài đụng cói hết trơn rồi chi ngày nào tôi cũng đập trứng hết tôi khổ chứ bởi vì khổ lắm chị em chúng ta đâm với đập trứng này nọ nút trứng này nhưng mà tôi nói thì với bà tôi thích đâm hơn bà thích đâm hả đâm ừ. Rồi, ơi, đâm hai hả? Chị em mình giống nhau là chuột nổi tôi thích đâm hơn vậy hả đâm cho mạnh sâu lúc cán luôn nha ôi cái từ lúc cán là để tranh khánh cao lúc cán là lúc cắn chài rồi lúc cắn chài còn đâm là đâm gỏi ra ti thi đâm gỏi đâm chừng nào nó xuống tới dưới nó mới lúc nó mới thấm đều nó hòa quyện với nhau đây là chị ơi là tóp đó nha tóp đó thi cũng tóp mà tóp xoay tóp xoay hết rồi người đã xa tôi thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ bao nhiêu ân tình giờ tìm bớ theo tìm đường hoa em đi anh đường anh có lẽ ngỡ mưa sao anh thì bỏ em đi lấy gì lấy vợ gì anh tại sao bỏ em không tại sao em là BD anh đẹp anh đẻ không có được đúng không trời ơi lúc đầu sao anh yêu em anh biết em BD mà anh vẫn yêu trời. Mà bây giờ anh bỏ em đi lấy vợ cho tôi làm tại sao lúc đầu anh nói anh lấy vợ đi tôi bỏ mẹ tôi quên mẹ rồi con đưa tiền cho chú chưa có rồi đi qua bên tôi nó có thì nó qua bên nó tôi tưởng nó phụ chị có thể là lấy cho người có bầu trước nữa hơn.